Tôi sẽ hát, tôi sẽ hát.
Chúa, xin ban cho con, xin ban cho con thánh linh Ngài. Xin đó thầy, Chúa ơi, con cầu xin. Lạy Chúa, con cao khát Ngài, con trái tim chân thành để con ngày. Xin đó đây, Chúa ơi, con cầu xin.
Chúa ơi, con còn gì? Xin nó đây, xin nó đây, Chúa ơi. Chúng ta sẽ trong con tôi nhìn động 3. Ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu số 6 ạ. Có phải chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao sao? Hay như những người khác, chúng tôi cầm thư giới thiệu tới anh chị em hay từ anh chị em chăng? Chính anh chị em là thư của chúng tôi, đã viết trong lòng chúng tôi, được mọi người đều biết và đọc. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa Cứu Thế do chức vụ chúng tôi soạn thảo, không phải viết bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải viết trên tảng đá nhưng trong lòng người. Nhờ Chúa Cứu Thế chúng tôi tin tưởng như vậy trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải tự chúng tôi có khả năng để người ta thừa nhận rằng một việc gì như thế do chúng tôi mà ra. Trái lại, khả năng của chúng tôi do Đức Chúa Trời ban. Đấng đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết nhưng giao ước Thánh Linh. Vì chữ viết thì giết chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống. Amen. Amen. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa, và chúng con biết rằng Chúa Thánh Linh ở đâu, nơi đó có sự tự do. Và Thánh Linh đang ở đây với chúng con, luôn luôn lãnh đạo đời sống mỗi một chúng con, lãnh đạo hội thánh của Ngài. Ngài ban sự sống cho hội thánh của Chúa và cho chúng con biết rằng Thánh Linh đang ở trong chúng con, ngự trong tấm lòng của chúng con, và chúng con là những bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để cho nhiều người biết và đọc. Xin giúp đỡ chúng con để chúng con thật sự là bức thư mà chính các người lãnh đạo, những người đi trước đã soạn thảo, và chính là bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ trọng thể này trong tay công năng của Cha. Chúng con hãy lòng và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa, chúng ta biết được rằng là chúng ta ở trong một cái giao ước mới. Không phải giao ước bằng chữ viết, nhưng mà giao ước bằng Thánh Linh. Amen. Có nghĩa là Đức Chúa Trời Đấng đã ban Thánh Linh đến cho chúng ta, và chúng ta là những người nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Và chúng ta sống với Đức Thánh Linh, kết nối với Đức Thánh Linh là một, và đồng hành với Đức Thánh Linh mỗi ngày. Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta những việc sắp xảy đến để chúng ta có thể bước đi, và Thánh Linh luôn luôn dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng sẵn sàng trò chuyện với Chúa, bày tỏ với Chúa những gì trong cuộc đời của chúng ta. Có thể là những điều nào đó yếu đuối, những điều đó nó nan đề trong cuộc sống, chúng ta hãy tỏ bày với Chúa, và Ngài có cách để mà giúp đỡ chúng ta và giải quyết cho đời sống của chúng ta. Amen. Amen.
Và chúng ta phải hiểu điều rất là rõ ràng là anh chị em là bức thư của Đấng Christ. Amen. Bức thư của Đấng Christ. Amen. Amen. À, như vậy thì bức thư này là như thế nào? À, chúng ta biết được những cái bức thư chưa hả? Đầu tiên chắc rằng là quý bà anh chị em ngày xưa hay là bây giờ thì hơi nói về những cái bức thư thì nó cũng nó phai nhòa rồi, bởi vì anh chị em vào trong máy tính và trong điện thoại nhắn tin đủ thứ hết, nhưng mà đó cũng là những cái bức thư gửi trong đường thép đó mà. Bởi vì cái bức thư mà chúng ta gửi bưu điện ngày xưa nó khác bây giờ, phải không? À, hồi đó có cái bức thư, rồi chúng ta có cái bao bên ngoài, rồi chúng ta có cái ruột bên trong. Đó là những cái bức thư được gửi từ bưu điện đến người yêu của mình. Amen. Amen. Và bức thư đó có thể tỏ bày tất cả những cái điều gì đó trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta là bức thư mà chúng ta cũng tự soạn thảo, phải không ạ? Nội dung ở trong bức thư đó là chính đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể tâm tình với cha mẹ, anh chị em, mà chúng ta cũng có thể tâm tình với người yêu của mình. Amen. Amen. Nhưng mà bức thư này nó hơi khác. Khác không quý vị? À, Phaolô nói như thế này: chính anh chị em chính anh chị em là thư của chúng tôi, đã viết trong lòng chúng tôi, được mọi người đều biết và đọc. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa Cứu Thế. Ông nói rằng là bức thư, anh chị em là bức thư, nhưng mà bức thư này của chúng tôi, ở trong lòng chúng tôi. Và anh chị em là bức thư, nhưng mà bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. À, bây giờ thì không phải chúng ta là một bức thư như ngày xưa nữa, tự soạn thảo là nội dung thuộc về mình, nhưng mà đây là bức thư của những người lãnh đạo tạo ra và của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Như vậy thì chúng ta suy gẫm, chúng ta trở nên một bức thư không phải tự chúng ta cố gắng để trở thành một bức thư để người ta biết và đọc. Amen. Nhưng mà do công sức của những người đi trước chúng ta, những người làm chứng cho chúng ta, những người cầu nguyện cho chúng ta, và qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã biến đổi cuộc đời chúng ta, để chúng ta mới trở thành một bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. 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 Bức thư này hoàn toàn khác bức thư ngày xưa quý bà anh chị em đã gửi cho người khác hay cho người yêu của mình. Nhưng mà bức thư này có thể gửi cho rất là nhiều người, và nhiều người nhìn thấy quý bà anh chị em và họ biết được cái nội dung trong đó, họ có thể biết, họ có thể đọc được những gì mà cuộc sống của anh chị em. Nếu mà ngày hôm nay anh chị em ở một nơi nào đó, anh chị em là một bức thư của những người lãnh đạo soạn thảo, và là bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng mà những người xung quanh chị em không biết được mình là một bức thư để người ta biết và đọc. Thư là để người ta đọc. Amen. Thư là để người ta biết, chứ không phải là một bức thư bình thường chỉ có một người đọc mà thôi, không phải là như vậy. Nhưng mà bức thư này nó hoàn toàn khác, và bức thư này nó có cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Bức thư này là bức thư mà nó tỏa sáng vinh quang của Đức Chúa Trời, nhiều người nhìn thấy và có thể đọc được. Amen. Amen. Như vậy là chúng ta có một bức thư vô cùng quan trọng. Mỗi một chúng ta là những bức thư vô cùng quan trọng. Phải vậy không quý vị? Nên chúng ta rất cẩn thận, không thể là một bức thư mà người ta nhìn vào người ta lắc đầu, nhưng mà người ta nhìn vào thì ta gật đầu. Amen. Amen. À, người ta thấy đời sống của anh chị em tỏ ra
người ta gật đầu cảm tạ Chúa, đúng là cái người này có Chúa thật, đúng là cái người này là môn đồ của Chúa Giêsu. Bởi vì sao? Bởi vì người đó yêu mến lẫn nhau nên người ta biết mình là môn đồ của Chúa Giêsu. Amen. Người đó nhịn nhục, người đó sống một đời sống không ganh tị, không hơn thua với người khác, luôn luôn hạ mình, luôn luôn khiêm nhường và luôn luôn trở thành là những người vâng phục. Amen. Cảm ơn Chúa. Chính anh chị em là thư của chúng tôi đã viết trong lòng chúng tôi, được mọi người đều biết và đọc. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa cứu thế, do chức vụ chúng tôi soạn thảo, không phải viết bằng mực nhưng mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hàng sống, không phải viết trên tảng đá nhưng trong lòng người. Cảm ơn Chúa. Nếu không có cái người dẫn dắt anh chị em, anh chị em không thể nào trở thành một bức thư được. Amen. Ở đây nói lên chúng ta sống một đời sống tỏa sáng, chúng ta đang sống một cái đời sống gọi là rất bình an, rất phước hạnh. Chúng ta đang sống ở nơi một nơi an toàn dưới sự che phủ của Đức Chúa Trời, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Và chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta sống như vậy là vô cùng tuyệt vời. Người bên ngoài người ta rất là lo sợ, tiền của nhiều thì lo sợ nhiều, họ sợ ám sát, họ sợ chết rồi không hưởng được những gì họ có, phải không? Họ sợ mất của, họ sợ đủ mọi điều hết. Nhưng mà chúng ta thật sự dưới sự che phủ của Đức Chúa Trời, chúng ta được an toàn. Và hãy nhớ rằng chúng ta cần phải có tấm lòng biết ơn. Bức thư hay là nói lên là chúng ta là một người thật sự được tái sanh, chúng ta là một người mới của Đức Chúa Trời, được gọi là con của Đức Chúa Trời. Có phải nếu chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời, có phải là chúng ta được sự giúp đỡ của những con người dẫn dắt đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta biết là chức vụ của Thầy Tế Lễ và chức vụ của Đại sứ của Đức Chúa Trời đem sự chữa lành, đem sự hòa giải và cầu thay cho chúng ta rất là nhiều, thì chúng ta mới trở thành một bức thư của Đức Chúa Trời chứ. Như vậy thì chúng ta cần phải biết ơn. Amen. Amen. Chúng ta có biết ơn những người lãnh đạo mình không? Có rất là nhiều người đáng thương, có nghĩa là không biết ơn những người lãnh đạo mà trái lại là phản bội, trái lại là chống nghịch. Bởi vì lý do không biết mình là bức thư của Đấng Christ. Amen. Nếu chúng ta biết chúng ta là bức thư của Đấng Christ thì chúng ta rất biết ơn những người lãnh đạo. Và Chúa dạy là hãy học theo đức tin của họ. Amen. Hãy học theo đức tin của họ. Rồi hãy gì? Gì nữa? Cũng phải những gì mình có đó dâng hiến cho những người dạy dỗ mình. Amen. Những người chăm sóc mình, bởi vì họ chịu trách nhiệm với linh hồn anh chị em. Amen. Phải không ạ? Như vậy là chúng ta, khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta trở thành những người trưởng thành. Những con cái khi chúng ta còn nhỏ thì nó chưa biết gì hết, nhưng mà khi con mình nó lớn lên thì nó biết ơn cha mẹ và nó sẵn sàng có những món quà cho người cha người mẹ của mình, bởi vì nó biết được nó được lớn lên là bởi sự chăm sóc, bởi sự sinh thành, bởi sự chịu đựng kiên nhẫn mà mình trưởng thành. Thì những người của Đức Chúa Trời, chúng ta biết được là mình đã ở trong vương quốc thiên đàng, mình đã được tái sanh, thấy thiên đàng, vào thiên đàng, hưởng được tất cả những cơ nghiệp của thiên đàng, thì chúng ta luôn luôn biết ơn những người dẫn dắt anh chị em. Amen. Không phải chỉ mục sư mà thôi, nhưng mà biết bao nhiêu người dẫn dắt anh chị em là những người anh chị, những người đi trước anh chị em đã dẫn dắt mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta xác định rằng là chúng ta là bức thư của Chúa cứu thế không ạ?
Hãy nói với người bên cạnh này, bạn là bức thư của Chúa cứu thế. Lớn lao vô cùng, không phải bình thường đâu. Bức thư này rất quyền năng đó. Amen. Bức thư này có thể là đặt ra những cái đau, có đau sợ lành. Bức thư này có thể là chữa lành mọi cái bệnh tật ung thư. Rồi bức thư này có thể giúp đỡ cho người khác. Amen. Bởi vì họ đã đọc, họ thấy anh chị em là người đặt tay đến cái đau, có đau sẽ lành. Họ thấy anh chị em đuổi quỷ, họ thấy anh chị em sống một cái đời sống vô cùng tuyệt vời. Họ ham thích, họ thấy rằng là tình yêu của Chúa đầy dậy. Khi họ bước vào cái hội thánh của Chúa, họ cảm nhận được một cái điều gì đó nó khác thường, đó là sự bình an, sự vui mừng và đầy dậy tình yêu thương. Amen. Bởi vì tất cả anh chị em là những bức thư của Đức Chúa Trời, bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Và bức thư đó do những người thiết lập, những người mà lập hội thánh đó soạn thảo. Amen. Bức thư đó là do những con người lãnh đạo, do những con người truyền giáo, do những con người đã biến đổi cuộc đời của anh chị em trở thành một bức thư của Chúa Cứu Thế. Đó là công trình rất là vĩ đại. Kẻ trồng người tưới, Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Amen. À, cảm ơn Chúa. Và cái bức thư này như thế nào? Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa Cứu Thế do chức vụ chúng tôi soạn thảo. Amen. À, hãy luôn luôn nhớ những người soạn thảo ra. Amen. Đây là điều lạ không ạ? Nếu không có những người soạn thảo thì nội dung bên trong không có gì cả, chỉ có là bề ngoài mà thôi. Amen. Nhưng mà có người soạn thảo thì chúng ta có cái nội dung bên trong. Mà cái nội dung bên trong là gì đây? Không phải viết bằng mực, nhưng mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Không phải viết trên tảng đá, nhưng trong lòng người. Amen. Như vậy những người soạn thảo đó, người ta viết không phải viết bằng mực, nhưng mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Mỗi khi một sư giảng cho anh chị em hay là dạy dỗ anh chị em là bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống, bằng thánh linh và quyền pháp đã ghi vào trong tấm lòng anh chị em, chứ không vi vào trong bảng đá như thời kỳ luật pháp. Amen. Thời kỳ luật pháp là Đức Chúa Trời ghi 10 điều răn trong bảng đá, phải không ạ? Và biết bao nhiêu điều được ghi trong những cái cây trúc hay là viết bằng da, viết bằng đá, rất là nhiều cách viết do con người viết ra. Nhưng mà chính 10 điều răn là chính tay của Đức Chúa Trời viết trên bảng đá. Và đây là điều được nhắc nhở lại, Đức Chúa Trời ngày xưa viết trong bảng đá cho dân Israel, nhưng mà bây giờ viết bằng thánh linh ở trong lòng anh chị em. Amen. Amen. Lâu nay anh chị em đã học, anh chị em đã nhận lời của Đức Chúa Trời, và trong lòng anh chị em thật sự còn nhớ lại, được đã được ghi lại trong lòng của anh chị em rồi. Và mỗi khi có nan đề, mỗi khi anh chị em có xảy ra một điều gì đó, thì thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ nhắc lại lời đó cho anh chị em. Và chính lời đó là lời có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Lời đó có thể đem lại sự chữa lành cho anh chị em. Lời đó sẽ làm cho anh chị em đầy dậy cái sự vui mừng, không còn buồn tủi nữa. Lời đó làm cho anh chị em vui sướng, hạnh phúc trong Đức Chúa Trời của mình. Amen. Amen. Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa Cứu Thế do chức vụ chúng tôi soạn thảo, không phải viết bằng mực, nhưng mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Không phải viết trên tảng đá, nhưng trong lòng người. Amen. Nên chúng ta cần phải chú ý để nghe. Cái điều đầu tiên, lời của Chúa sẽ vào trong tâm trí của chúng ta. Amen. Nhưng mà nó phải vào trong con tim của chúng ta. Đó là tấm lòng của chúng ta. Amen. Amen. Giữa tấm lòng của chúng ta và tâm trí của chúng ta, nó có một cái sự nối kết rất là chặt chẽ, không thể thiếu trong tâm trí này. Nhưng mà thật sự ghi vào tấm lòng, trong tấm lòng của chúng ta. Nhiều người đọc Kinh Thánh mà chúng ta khóc, đúng không? Nó đụng chạm vào trong con tim của chúng ta. Nó giải quyết, nó thành những cái phép lạ đi cuộc đời của chúng ta.
và chúng ta thật sự trở thành những con người mà phải nói rằng là lời đó đã ghi vào trong con tim của chúng ta, lời đó đã ghi vào trong tấm lòng của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thật sự có được rung động khi lời của Đức Chúa Trời phán ra không? Giê-rê-mi nói rằng khi lời Ngài phán ra thì sao? Tôi ăn nuốt. Lời Ngài phán ra là tôi ăn nuốt. Nhiều người được đụng chạm. Nhiều lúc chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, nhiều người được đụng chạm. Ngày hôm qua thì tôi thấy khi mà thờ phượng những người phụ nữ hoặc thờ phượng Đức Chúa Trời, có những con người mắt nó đỏ que, khóc nước mắt đổ ra. Nhiều người rất là kính kiền trong sự thờ phượng Chúa, được Thánh Linh của Chúa thăm viếng, được Thánh Linh của Chúa đụng chạm. Bởi vì mỗi cuộc đời của chúng ta, tấm lòng của chúng ta không phải viết bằng mực trên tảng đá, nhưng mà bằng Thánh Linh trong tấm lòng của chúng ta. Amen. Mà viết bằng Thánh Linh trong tấm lòng của chúng ta, đó là một cái điều mà thế giới này không thể có được. Amen. Khi quý vị có lời của Đức Chúa Trời được viết bằng Thánh Linh ở trong tấm lòng của chúng ta là vấn đề vô cùng lớn lao và vô cùng tuyệt vời. Đây nó lên một cái sự siêu nhiên, một cái sự mầu nhiệm mà người khác khó mà thấu hiểu được. Nhưng mà anh chị em có thể thấu hiểu được là lời đó được ghi vào trong tấm lòng của chúng ta bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Amen. Đây là vấn đề thuộc linh mà nhiều người xác định người ta không hiểu được. Chỉ những con người thật sự được tái sanh, thì những con người thật sự được Thánh Linh của Đức Chúa Trời đụng chạm bởi lời của Ngài, và những lời đó đã giải quyết nan đề trong cuộc sống của họ, lời đó đem cái sự chữa lành cho đời sống của họ. Tôi biết trong hội thánh có nhiều người có những nan đề trong cuộc sống, có những bệnh tật, rồi sau đó họ nghe được tiếng phán của Chúa. Cái tiếng phán đó là của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và tiếng phán đó nó ghi vào trong con tim của chúng ta và đụng chạm con tim của chúng ta, và chúng ta rung động trong lúc đó, được rung động và rất là hạnh phúc, rất là vui sướng, và chúng ta áp dụng lời của Đức Chúa Trời ngay tức khắc, và phép lạ đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Amen. Chúng ta thấy được các sứ đồ khi mà Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu nói rằng hãy theo ta thì sao? Lời đó ghi vào lòng của họ, đụng vào con tim của họ, họ rung động, và lời đó nó sống động, và họ đứng dậy và đi theo Ngài. Họ là bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính Chúa Giê-xu, phải không? Ghi trong lòng họ bằng Thánh Linh, chứ không phải là thời kỳ luật pháp là viết bằng mực trên tảng đá, nhưng mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Và qua đó thì chúng ta thấy được là các sứ đồ trở thành những bức thư của Chúa Cứu Thế, được Chúa Cứu Thế soạn thảo luôn. Amen. À, được Đức Chúa Thế kêu gọi, và Ngài đã dạy họ trong 3 năm rưỡi đó, rồi họ trở thành những bức thư của Chúa Cứu Thế, và họ tiếp tục theo gương của Chúa Giê-xu, và họ tạo ra nhiều bức thư. Amen. À, họ đã đi ra lập nhiều hội thánh. Họ lập nhiều hội thánh. Và ở đây hội thánh Corinto, ở đó họ nói rằng là anh chị em là bức thư của chúng tôi, bức thư của Chúa Cứu Thế, do chúng tôi soạn thảo. Amen. Và do chúng tôi soạn thảo, nhưng mà viết bằng Thánh Linh trong lòng anh chị em, chứ không phải là do chúng tôi. Amen. Amen. Nên Thánh Linh ở đâu? Nơi đó có sự tự do. Amen. Ở Thánh Linh ở đâu thì nơi đó có sự tự do. Thánh Linh ở trong quý vị thì quý vị được tự do. Amen. Đây là điều giá trị vô cùng nên cuộc đời của chúng ta phải hiểu rõ, để chúng ta thật sự trở thành một bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu viết bằng Thánh Linh và trong lòng của quý vị. Những bạn chị em có thấu hiểu không?
Có hiểu được không ạ? Có những người nói rằng là coi như là một sự giảng cao quá rồi, nhiều người không hiểu. Chúng ta cần phải thuộc linh. Amen. Nếu chúng ta còn đỏ, chúng ta khó hiểu thật. Nhưng mà chúng ta là những người thuộc linh, là những người hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu biết về giáo ước mới này thì chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu, bởi vì cái dòng chảy từ A đến Z mà để chúng ta thật sự lâu lâu thì chúng ta nghe nhóm một bữa, chúng ta nghe một bữa thì chúng ta khó hiểu thật. Nhưng mà để chúng ta nghe ngày 1 rồi ngày 2, ngày 3 cho đến ngày 10, chúng ta có một cái nền tảng nó vững chắc, chúng ta rất là dễ hiểu. Nên nhiều người khó hiểu bởi vì lý do chúng ta không có trung tín trong cái việc mà học hỏi lời của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cũng mất đi những cái bài, những cái tập phía trước chúng ta mất đi, chúng ta không hiểu. Ta về không ạ? À, cảm ơn Chúa. Huống gì chức vụ của Đức Thánh Linh lại không vinh quang hơn nhiều sao? Vì nếu chức vụ cách ác mà vinh quang như thế thì chức vụ đem lại sự công chính còn vinh quang hơn biết bao. Thật vậy, trong trường hợp này chức vụ cũ đã được vinh quang sẽ không còn vinh quang so với sự vinh quang vô hạn. Vì nếu cái sẽ tàn phai đi còn được vinh quang như thế, huống gì cái tồn tại mãi mãi sẽ được vinh quang nhiều hơn biết bao. Amen. Vì có niềm hy vọng đó, chúng tôi rất mạnh dạn. Amen. Tôi cũng rất mạnh dạn dẫn cho anh chị em, hãy giữ vinh quang của Đức Chúa Trời, hãy giữ bức thư của mình luôn luôn tỏa sáng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Bức thư của chúng ta phải là một bức thư đầy dẫy vinh quang của Đức Chúa Trời. Mà vinh quang này phải liên tục giữ gìn, để rồi vinh quang này gọi là vinh quang đời đời. Amen. Amen. Nếu chúng ta không có vinh quang đời đời thì sao? Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta thì chúng ta được vinh quang. Amen. Ngài trong câu số 20 thì nói rằng là từ vinh quang qua bên câu số 18 đó, từ vinh quang qua vinh quang bởi Chúa là Thánh Linh. Từ vinh quang này qua vinh quang khác bởi Chúa là Thánh Linh. Bởi vì cái bức thư này ghi lại rất là nhiều phép lạ xảy ra trong cuộc đời của mình, phải không ạ? Chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều phép lạ trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta đồng hành với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ghi vào rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều trong tấm lòng của chúng ta. Mỗi khi tôi có thể viết một cái đề tài thì trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Ngài gợi ý cho tôi ngồi tôi viết hết điều này rồi điều khác nó xảy ra, và tôi cứ tiếp tục viết. Mỗi ngày tôi có thể viết được 4-5 trang A4 là tư tưởng ở nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời tỏ ra và ngồi và viết như vậy. Lý do sao? Bởi vì trong cuộc đời của mình kinh nghiệm quá nhiều những điều mà Đức Thánh Linh đã ghi vào trong tấm lòng của chúng ta. Anh chị em ít thì anh chị em có thể ghi. Amen. Anh chị em đồng hành với Đức Thánh Linh, ở với Đức Thánh Linh càng nhiều thì được ghi vào rất là nhiều. Và mỗi lần Chúa muốn chúng ta ghi ra để giúp đỡ những người phía sau chúng ta, thế hệ sau chúng ta, thì chúng ta sẽ ghi ra. Tất cả được ghi trong trái tim của chúng ta, không phải ghi trong tâm trí này, nhưng mà ghi vào trong trái tim của chúng ta. Tôi thấy bây giờ mạng xã hội cũng rất là tốt cho chúng ta, đó là chúng ta có thể chụp hình ảnh chúng ta gửi lên trên file, giữ lại cho chúng ta là không xóa trong 30 ngày, nhưng mà không bao giờ xóa. Rất là tuyệt vời, phải không ạ? Rất là tuyệt vời. Những cái gì mà chúng ta lưu lại nó còn mãi trên cái mạng xã hội đó. Còn mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà ghi vào trong trái tim của chúng ta, nó vẫn còn mãi. Amen. Nếu chúng ta cầm nó, những gì mà ghi đã lâu, cách đây mấy chục năm rồi, chúng ta quay đi thì nó Thánh Linh ơi, những cái ngày qua Ngài ghi vào trong con những cái gì đó, nhưng mà bây giờ con quay rồi, xin Chúa nhắc lại cho con nhớ lại. Thì chúng ta có thể ngồi lại và ghi lại lịch sử từ cách đây 30 năm cho đến bây giờ, ghi được không?
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đi vào trong trái tim của chúng ta rồi, thì chúng ta ngồi lại và chúng ta xin Thánh Linh Chúa nhắc con để con ghi lại cái lịch sử cuộc đời của con, hay là ghi lại lịch sử của hội thánh Môi-se như thế nào từ cách đây 30 năm trước. Amen. Được không ạ? Được. Cảm ơn Chúa. Đây là giá trị vô cùng của một thư trong giao ước mới. Amen. Tôi tóm lại, anh chị em là bức thư của những người lãnh đạo, những người đi trước anh chị em, và bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cái bức thư này được ghi vào, được những người đi trước anh chị em, những mục sư đã giảng dạy cho anh chị em, đã soạn thảo ra và ghi vào trong tấm lòng anh chị em, không phải bằng mực trên bảng đá, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống trong tấm lòng của anh chị em, trong con tim của anh chị em được ghi vào. Amen. Amen. Và điều thứ tư đó là bức thư này nó có giá trị và nó vinh hiển vô cùng. Bởi vì ở trong giao ước mới nó vinh hiển hơn cả giao ước cũ. Giao ước cũ thì nó vinh hiển nhưng mà cấm tàn phai, nhưng mà giao ước mới nó vinh hiển mà còn đến đời đời. Đó là Thánh Linh của Đức Trời ở với anh chị em, Ngài ở mãi với anh chị em, và anh chị em sẽ được vinh quang từ vinh quang này cho đến vinh quang khác, từ cái phép lạ này qua phép lạ khác, từ những cái điều lạ lùng này cho đến điều lạ lùng khác. Anh chị em, nó vượt qua cái sự tưởng tượng của anh chị em, vượt qua cái sự cầu nguyện của anh chị em, vượt qua những sự mơ ước của anh chị em nữa. Đó là có sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em, là những bức thư của Đức Chúa Trời, bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy xác nhận chúng ta là bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu để người khác biết và đọc. Amen. Đừng để cái bức thư này, chúng ta thấy nhiều lúc những cái bức thư rồi mấy đứa nhỏ nó không biết, nó ghi vào lung tung, nó thấy cái tờ giấy rồi nó ghi vào lung tung trong đó, nó lộn xộn lắm. Ha, đừng để rơm rác của thế gian nó ghi vào nữa. Amen. Amen. Con tin của anh chị em là nơi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ghi vào. Amen. Đừng để những cái gì của thế gian nó ghi vào, đừng để những cái gì mơ ước của thế gian, đừng để những cái gì rơm rác của thế gian nó ghi vào trong con tim anh chị em, nhưng mà hãy để cho Thánh Linh của Đức Trời tiếp tục ghi vào những cái gì mà Ngài muốn ghi ở trong đó để chúng ta được vinh quang. Amen. Nguyện Chúa ban phước cho quý bạn chị em. Xin chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta hiệp chung cầu nguyện. Chúng ta sẽ dùng thời gian cầu nguyện 1 phút, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, và chúng ta sẽ sẵn sàng để dự tiệc thánh.